cười. Khu nhà tranh năm cánh ngoài ô dễ xiết đêm ngày. Quê nhà ta đau đớn lầm than sao bóp nghe tim người. Sài Gòn ơi ta đã về đây, ta đã về đây. Lướt qua nắng mưa sung bằng nhịp chân đi. Quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô. Nước nhà còn chờ chân cuối là chân này. Tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Bao ngày qua tăng tóc khổ đau đã biến thành căm hờn. Căm hờn dân tranh đấu sụp sôi dân phố xuống đường. Bóng rền bang quang khắp thành đô tiếng súng diệt quân thù. Đồng bào ơi giải phóng về đây tung cánh tự do. Tiến lên diễn rằng xiên thêm chặt bóng mây. Tiến vô Sài Gòn đánh tan thành giặc Mỹ. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô. Nước nhà còn chờ chân cuối là chân này. Tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Tràn đầy Sài Gòn giờ tấn công sụp sôi vì muôn người. Cờ mặt trận dài phóng phất với bay tung trời. Người người đi chiến đấu vai sát vai bên nhau cùng cùng lên với các cơ thi hành phố tây. Với các sông làng rừng núi xa xôi tiếng thét vang dội khắp nơi bao nổi lên rồi. Giành chính quyền toàn miền Nam nhân dân sông lên. Từ bao lâu ta nuôi trong tim ý chí căm hận và lòng quật cường. Cù giặc Mỹ với lũ ăn nước ta quyết xuống đường hòa cùng dòng người. Cùng tiến lên thời cơ đã đến rồi. Chào mùa xuân chiến thắng khắp nước đang từng vần. Cả miền Nam miền Bắc tay xuân đang sẵn sàng. Cùng cùng lên ta quyết tiêu diệt giặc Mỹ sông Nam. Bè lũ tay sai mau tiến tới ngày thắng lợi bao nổi lên rồi. Mười bảy giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, cuộc tổng công kích đánh chiếm Sài Gòn bắt đầu, mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quân ta hình thành thế bao vây Sài Gòn từ năm hướng. Hướng Bắc, quân đoàn 1 diệt căn cứ Phú Lợi, tiến công giải phóng tỉnh Bình Dương. Quân đoàn 1 phối hợp với quân đoàn 3 tiến công chiếm bộ tổng tham mưu. Hướng Tây Bắc, quân đoàn 3 sau khi đánh chiếm căn cứ Đồng Dù đã tiến công chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và phối hợp với quân đoàn 1 ở cánh Bắc cùng đánh chiếm bộ tổng tham mưu. Hướng Tây và Tây Nam, sư đoàn 9, đoàn 232 đánh chiếm khu Nhà Bè, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y, bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, bộ tư lệnh lục quân chiếm khu Tân Tạo, khu radar Phú Lâm. Hướng Đông, quân đoàn 4 tiến công chiếm sân bay Biên Hòa, sau đó tiến công sang quận Thủ Đức, phát triển vào nội đô, đánh chiếm bộ chỉ huy thủy quân lục chiến, căn cứ hải quân, bộ quốc phòng, cảng Bạch Đằng, đài phát thanh,
hướng đông nam. Quân đoàn 2 tổ chức vượt sông Sài Gòn, vượt cầu xa lộ Đồng Nai, đánh tan quân địch, ngăn chặn thần tốc tiến về Dinh Độc Lập.